Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho bạn Destination C1, C2, Unit 25 các bạn. Gần xong rồi, mừng quá các bạn. Gần xong Dest C1, C2. Đó, để học tốt, hãy học B1, rồi học B2, rồi học C1, C2. Ba quyển này thầy đã hướng dẫn 100% rồi. Dest C1, C2 gần xong, bạn thấy rồi đó. Rồi, để học tốt, in cái này. Về xem phần lý thuyết Unit 25 người ta nói cái gì trong đây, bạn xem sách gốc cũng được và bạn xem cái này cũng được, cái nào cũng được các bạn nha, bạn thích cái nào bạn xem cái đấy. Tóm lại bạn xem phần lý thuyết trước, ở đây thầy xử lý cùng các bạn luôn đó, thầy tổng hợp cho bạn file riêng rồi. Thì cái Unit 25 này nè, thầy đã hướng dẫn cho bạn phần A rồi, phần B rồi, phần cờ rồi, phần giờ rồi nè, phần E rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm phần F và những phần còn lại các bạn nha. Thì cái phần này nó hơi chi chít một chút các bạn, nó hơi chi chít một chút bởi vì mình phải biết nhiều lắm. Phần này rất là dễ nản luôn. Thầy chào Ngọc Hà nha. Thầy xin nhắc lại nè, trên page của thầy đó quá trời tài liệu nha. Đó, về đó mà tải các bạn. Chuyên Hải Phòng, Hải Dương, chuyên Năng Khiếu, chuyên Hồ Chí Minh, chuyên Hà Nội, chuyên Quảng Trị nè, chuyên Đồng Nai nè, đó, chuyên Thanh Hóa, chuyên Đắk Lắk, tùm lum các bạn, tuyển tập cho bạn luôn, tha hồ bạn học. Bạn học mấy năm cũng chả hết, bạn học 10 năm cũng chả hết tuổi bạn nha. Rồi, bỏ đó, đó. Xong, quảng cáo xong, bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính các bạn nha. Thì câu số 1 các bạn nè, bạn sẽ đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Phần này thì nó nhẹ nhàng với các bạn rồi, nhưng vấn đề là chịu khó viết xuống nha. Thì chào rất nhiều bạn nha, thì chào bạn Angela Hòn nè, chào Ly Minh và chào tất cả bạn. Thì câu số 1 các bạn nè, Carrot và tôi đi tới một cái viện bảo tàng lớn các bạn, khi mà chúng tôi ở Ý tháng vừa rồi. Thì Sally nói với bạn của cô ấy rằng á, cô ấy và Carol, Carrot và tôi, cô ấy và Caron. Thì chỗ này là she bạn nè, she nè, and nè, rồi she and Caron đó. Câu trên người ta dùng thì quá khứ đơn, chỗ này bạn chọn thầy thì quá khứ hoàn thành nha. Phần này làm hơi chán nha, thầy báo cho bạn biết trước là phần này bạn làm hơi chán nha. Bởi vì biết câu không các bạn, nên nó hơi hơi dễ chán. Miu nè, G ông nè, khi mà họ ở Ý tháng vừa rồi. Thì khúc sau đó bạn có thể biến cho thầy thành cái từ has been nè, hoặc là bạn giữ nguyên cái đó bởi vì người ta nói rằng vẫn còn đúng ở hiện tại, bạn thích lùi thì lùi. Rồi ở Ý nè, y Cali nè, ở tháng trước là the previous month các bạn nha. Chào chấm một phát, ở cái này nó hơi chi chít một chút xíu ở các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Phần này thì nhiều bạn sẽ rất là chán luôn. Chúng ta sẽ qua câu số 1 nè. Thì tôi chỉ giặt những cái quần áo này ngày hôm qua. Tony, mẹ của Tony nói, mẹ chỉ giặt những cái quần áo này ngày hôm qua. Tony, mẹ của anh ấy nói. Thì mẹ của anh ấy, mẹ của Tony á, nói với anh ấy rằng, chỗ này bạn có chữ him nha, nhìn như vậy đấy các bạn, nhìn như vậy mà bạn nào mà không có chữ him này là trật lất đó nha. Rồi có chữ đáp nè, thầy xin nhắc lại nè, bạn nào không có chữ him là sai câu này. Tiếp nè, cô bà ấy nè, only nè, bà ấy lùi thì nha, has only nè, wash những cái quần áo này. Thì chữ this bạn đổi thành cho thầy thành chữ those nè, hoặc trouser nha, trouser. Và chữ yesterday bạn đổi cho thầy thành the day before hoặc là the previous day nè. Xong, chúng ta xong câu số 2 nha. Chúc mai ổn hơn đó. Cái phần này nó hơi nản chút, cố gắng làm các bạn. Thì bạn phải lấy có tất cả những lá thư này được gửi trước ngày mai, cây nói với thư ký khi anh ta rời khỏi.
Thì khi anh ấy rời khỏi thì cây nói với thư ký của mình rằng, đây nói với thư ký của mình nè, nói với thư ký của anh ta rằng, his secretary nè, rồi rằng, thì thư ký này có thể là nam hoặc là nữ ở các bạn nha, rồi nam hoặc là nữ, ở đây thầy viết là he đi, rồi thầy lùi thì nè, has to gas nè, on the ladders sent các bạn nha, rồi send off. Thì tomorrow á, bạn đổi thầy thành the next day hoặc là the following day, by the next day chấm một phát. Chúng ta đã xong câu số 3. Bây giờ chúng ta qua câu số 4 các bạn nè. Câu số 4. Thì chúng ta sẽ gặp bạn, chúng tôi sẽ gặp bạn. Rồi, trở lại ở đây chính xác nửa giờ từ bây giờ. Thì mẹ nói rằng ở đây cái từ nguyên nè, ở đây bạn biến cái thầy thành cái từ đây nè, ở shall đó, nó tương tự như will, thì chỗ đây bạn biến cái thầy thành ở cái từ would ở các bạn nha, rồi would nè, miss nè, you bạn biến cái thầy thành cái từ us nè, rồi on back, here thì biến cho thầy thành cái từ there nè. Đây trong chính xác nha, phần này hơi chán chút xíu bạn nha. Half an hour from, rồi ở đây bạn chọn thầy đây, now thành đây xong. Xin chúc mừng rất nhiều bạn nha, rồi xin chúc mừng rất nhiều bạn. Chúng ta qua câu số 5 các bạn nha, rồi chúng ta qua câu số 5. Thì may mắn thay tôi không phải đi vào văn phòng thứ bảy này, Oliva nói. Thì Olivia nói may mắn một cách hạnh phúc rằng ở đây là cô ấy hoặc là anh ấy, ở đây chắc là nữ và cô ấy nè, did not các bạn, rồi mình lùi thì have to go into nè, the office nha, this biến thành chữ that. Đó, một số bạn thì biến thành chữ the cũng chấp nhận luôn, rồi chấm thêm cái nha. Thầy chào Lưu Dương Hùng nha, rồi thầy chào Hùng nha, rồi thầy chào Hùng. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha, rồi thầy chào Bảo Vương nha. Thầy live hôm nay thầy live cho nó hết desk nhưng mà không hết nổi, tuần sau thầy mới live hết nổi, tuần sau còn cái unit 26 xong luôn, cho nó nhẹ cái đầu để mà làm việc khác các bạn, để mà thầy làm tài liệu khác, close up vân vân, giải đề thi. Thì nó không thể nào rất là dễ thương khi mà có tất cả những chiếc xe này đi trước rồi cái thời điểm này. Thì cái người này nói với Ross rằng, rồi ở trong câu số 6 ở trên á, bạn thấy người ta dùng chữ can't ở chỗ này, bạn lưu cho thầy thành chữ couldn't nha, chữ couldn't nè, đó be nè. Very nice. Viết lại thầy have been on nè. These biến thành chữ do nè. Cause nè. Going. Rồi by. On the time. Các bạn nha. Rồi thầy chúc mừng rất nhiều bạn nha. Thầy chúc mừng rất nhiều bạn luôn. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo bạn. Thì tôi sẽ đặt những cái này trong nước ngay bây giờ. Mẹ sẽ đặt những cái này trong nước bây giờ. Mẹ của Dana nói rằng bà ấy sẽ đặt những cái này trong nước. See nè, would nè, would nè. This biến thành chữ do các bạn nè. In water. Right then. Rồi, now biến thành then. Chúng xong nha. Chúng ta qua câu số 8 các bạn nè. Câu số 8. Tôi nói với Dan cách đây 2 ngày rằng báo cáo này phải được đánh lại. Red nói. Red nói với Trang rằng, rằng gì bạn? Rồi, Red nói với Dan rằng thì báo cáo này phải được đánh lại. Rồi, xin chúc mừng bạn nào biết thế này nha. Báo cáo này, this biến thành chữ đã. Một số bạn thì
This biến thành chữ the. Đó, đây, cái the report này. Cái từ would have thì bạn giữ nguyên cho thầy các bạn nha. Rồi, bạn giữ nguyên thầy. Would have to be nè, read nè, reading. Cách đây 2 ngày thì bạn chuyển cho thầy thành. Rồi, 2 ngày trước đó bạn nha. To nè, days nè, before. Chấm thành phát. Xin chúc mừng bạn nào viết tương tự như thầy. Rồi, cái phần này nó hơi chi chít một chút xíu các bạn nha. Thì chỗ này nè, cái từ this biến thành chữ that. Nhưng mà hai chữ that thì kỳ quá. Ở đây bạn viết là chữ the. Bỏ bớt chữ that cũng được. Đừng dùng chữ that, bởi vì hai that nó kỳ quá, biến nó thành chữ the. Xong. Chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Đây phần G nè. Thì phần G bạn sẽ viết như thế nào nè? Thì bạn sẽ đi với tôi tới hòa nhạc thứ năm tới không? Andra hỏi cái người này. Thì trong câu này, ở đây bạn thấy cái từ come with. Ở đây thì từ tới bắt các bạn dùng chữ go. Xin chúc mừng bạn nào xác định được đây chính là câu hỏi yes no question. Mà câu hỏi yes no question đó thì bạn sử dụng cho thầy là câu if, mà ở đây đã có if rồi. Rồi cứ thế viết tới nè. He nha. He. Một số bạn viết chữ she. Ở đây thầy viết chữ he. Would come with. Rồi chọn thầy. Một nam một nữ. Xong. Chúng ta xong câu số 1 các bạn nha. Sorry các bạn. Ở trong câu này các bạn chọn thẳng từ go nè. Bởi vì các bác chúng ta dùng chữ go. Rồi thầy chúc mừng bạn Lưu Dương Hùng nha. Bạn Lý Minh nè. Vâng. Thầy sẽ qua câu số 2 các bạn nè. Câu số 2. Thì ở trong câu số 2 này bạn quan sát đây chính là câu hỏi yes no question. Rồi, câu hỏi yes no question. Peter hỏi liệu bắt chúng ta dùng chữ whether. Một số bạn thì dùng chữ if ở các bạn nha. Một số bạn thì dùng chữ if. The trend. Đó, quá khứ hiện tại biến thành quá khứ in at 4 o'clock các bạn nha. Cái phần này nó hơi chán chút xíu, cố gắng qua. Xong, chúng ta đã xong câu số 2. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 3 này. Câu số 3. Thì bạn đã nói chuyện trên điện thoại cả buổi tối phải không? Con nói chuyện trên điện thoại cả buổi tối phải không? Cha hỏi. Thì cha của Tim hỏi anh ấy, hoặc là bạn không cần chữ anh ấy luôn, liệu nè, if nè, hoặc là whether. Rồi, if hoặc là whether các bạn nha. Thì nè, lùi thì nè, has been talking on the phone. Rồi xong. Xong câu số 3 chúng ta đã xong. Phần này nó hơi chán một chút các bạn, phần này nó hơi chán một chút, bởi vì cứ biết câu một những câu này nó không, nó dễ, nó hơi nhí nhít chút. Thì bạn sẽ tới ngày mai chứ? Fiona hỏi tôi. Thì Fiona hỏi chúng tôi liệu whether nè. Where liệu chúng tôi ở câu trên á, bạn thấy người ta dùng là be going to thì hiện tại. Thì chỗ này bạn chọn thầy thì quá khứ nè. Were nè. On coming the next day. Xong. Chúng ta đã xong câu số 4 nha. Thầy và các bạn sẽ qua câu số 5 nè. Câu số 5. Jerry sống gần bạn. Jerry không sống gần bạn nữa phải không? Cái người này hỏi. Thì cái người này hỏi liệu là Jerry sống gần tôi phải không? Đây. Liệu nè. Hỏi nè, Jerry nè. Jerry. Đó, phía trước là thì hiện tại, chỗ này bạn biến cho thầy thành quá khứ, chỗ này bạn không cần dùng phủ định nha, bởi vì câu chúng ta nó sẽ. Rồi, liệu cái người này Jerry không sống gần bạn nữa phải không? Dobrich hỏi liệu Jerry không sống gần tôi nữa phải không? Rồi, sự phủ định các bạn. Đây, đi.
didn't live near me. Rồi, not anymore. Đúng rồi, not anymore. Not any longer. Đó, nó dễ mà nó hơi nhút nhát chút. Chúng ta vào câu số 6 nè. Tôi sẽ gửi bạn một cái email về nó. Trevor, Kevin hỏi. Rồi, Kevin hỏi. Ở đây, người ta bắt các bạn dùng chữ him các bạn nha. Dùng chữ him. Hỏi nè. Trevor nè. Kevin hỏi Trevor liệu anh ấy ít rồi quay đầu anh ấy nè thì ở đây chữ shall bạn biến cho thầy thành từ would các bạn nha rồi send an email about it các bạn nha send him an email about it rồi thầy chúc mừng Angelina nha Ngọc Mai nha vân vân nha thầy sẽ qua câu tiếp theo bạn câu số 7 nè câu số 7 tôi sẽ giúp bạn làm rửa chén đĩa Carlo nha Robert nói có nghĩa rằng là Robert đề nghị để mà giúp Carlo rửa chén đĩa ở đây người ta bắt các bạn dùng chữ offer nè đề nghị nè để mà giúp Carlo rửa chén đĩa các bạn nha chính là do the dishes xong chúng ta đã xong câu số 7 bây giờ chúng ta qua câu tiếp theo các bạn nha chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nè rồi qua câu theo thầy sẽ chúc mừng rất nhiều bạn đã làm đúng nha đây câu số 8 thì chúng ta có thật sự phải đi ngủ bây giờ không Toby hỏi bố mẹ của mình thì Toby hỏi bố mẹ của mình liệu rồi we bạn biến cho thầy thành chữ đây nè thật sự là phải đi ngủ bây giờ không người ta bắt chúng ta dùng chữ did các bạn bắt dùng chữ did thì chỗ này bạn sử dụng với thầy là nhấn mạnh thì quá khứ bắt dùng chữ did thì chỗ này là nhấn mạnh thì quá khứ này have chữ thầy xong nhấn mạnh thì quá khứ các bạn nha rồi chúng ta đã xong hai cái phần khó chịu các bạn toàn viết câu mà nó nhí nhít bây giờ chúng ta qua cái phần này nhẹ nhàng hơn thoải mái hơn rồi câu số 1 các bạn nè cái người này không dám hỏi Adelie cái nơi nào mà cô ấy ở trước đó thì trong câu tường thuật các bạn nó không còn là câu hỏi nữa nó không còn là câu hỏi nữa nên không chọn cái này mà chọn cái này đó chúng ta đã xong một câu nha thì tôi rất là thích để hỏi tại sao cái người này muốn ngồi kế cái người này quá nhiều quá tệ đi thì trong câu này các bạn tóm lại trong câu này không dùng câu hỏi bạn chọn thành câu B nè rồi chọn thành câu B thầy sẽ qua câu số 3 các bạn nha thầy sẽ qua câu số 3 nè thì chúng tôi hỏi Carol U ủa câu này cũng dễ đúng không ạ? Hashi nè. Ai cô ấy đã mời? Rồi, không dùng câu hỏi đây nữa. Thì bạn có tin đó không? Brad thật sự ask me, hỏi tôi cái cách để gửi email. Rồi chữ tu nè. Mình đâu có khi nào mà viết ra how could be các bạn. Thì cơ bản rằng đây là câu tường thuật mà how to verb, where to verb, when to verb. Mà ở phần lý thuyết các bạn đã học nha. Sẽ qua câu số 5 nè. Không ai các bạn đã hỏi tôi tại sao tôi không đi làm việc ngày hôm qua. Thì cũng tương tự luôn. Bạn chọn thẳng từ I didn't nè. Đó. Bạn chọn thẳng từ I didn't. Bởi vì không phải câu hỏi nha. Tiếp các bạn. Tôi sắp sửa hỏi họ chuyện gì trên thế giới mà họ nghĩ rằng họ đang làm. Rồi. Chữ này luôn. Cũng chả phải câu hỏi các bạn. Chúng ta sẽ qua câu số 7 nè. Hỏi người đàn ông đó ở đằng kia cái người mà để phàn nàn á who nè to các bạn nha who to verb how to verb where to verb chọn thầy chữ to nè thầy sẽ qua câu số 8 các bạn thì cái người này và người này đó không thậm chí hỏi tôi cái cách mà cái website này hoạt động thì đây cũng cái câu hỏi chọn thầy chữ nè chúng ta đã xong phần này nhé thầy chúc mừng Ngọc Mai nha rồi thầy chúc mừng Ngọc Mai
bạn Lưu Dương Hùng nè, và vân vân. Thầy sẽ qua cái phần này các bạn. Bạn viết một động từ trong hợp, trong cái thì đúng nè. Thì cơ bản rằng chữ nào hợp nghĩa ném xuống đây. Đó. Chữ nào hợp nghĩa ném xuống đây. Thì bạn nên hỏi nhân viên bảo vệ cái cách mà để vào tòa nhà. Thì đây chính là how nè. To get into. Đó. Cái cách để vào tòa nhà. Cuối tuần. Đây chính là câu tường thuật. Thuộc dạng how to verb các bạn nha. Đó họ rất là tử tế nè để mà hỏi liệu tôi cái gì đó có ở lại vào đêm đó hay không, ý nói rằng tôi có muốn ở lại vào đêm đó hay không. Chọn thẻ chữ wanted nè. Một số bạn thì chọn chữ I would like to stay the night cũng được luôn. Câu số 3, tôi biết rằng bạn hỏi tôi, bạn yêu cầu tôi để rửa chén đũa. Ask someone to do something các bạn. Nhưng mà nó chỉ tốn 1 phút, tôi hứa. Từ từ nha. Tôi biết rằng bạn yêu cầu tôi rửa chén đĩa, nhưng nó chỉ tốn 1 phút. Ủa các bạn, đây chữ not. Thêm thầy chữ not nha. Not to do nè. Bởi vì có chữ not vô nó mới hợp nghĩa các bạn. Bởi vì cái người này khăng khăng đòi rửa chén đĩa. Thì tại sao cái quan chức này ra lệnh cho lính của mình cái gì đó khi mà ông ấy biết rằng họ thì outnumber là vượt trội số lượng, có nghĩa rằng tấn công, to attack now. Order someone to attack now. Xong. Chúng ta trong câu số 4, câu số 5 các bạn. Tôi sẽ yêu cầu bạn cái gì đó, những cái lời nhận xét này, phán xét này, cho đến khi bạn biết cái sự thì tôi sẽ yêu cầu bạn để mà truyền, để mà đưa ra lời nhận xét. Trong câu này các bạn, bạn thêm thầy chữ not nha, not to nè, đó để mà không truyền cái lời nhận xét của bạn cho đến khi bạn biết rõ sự việc. Chữ không mới đúng, nó mới hợp nghĩa. Câu 6 nè, tôi không tin chuyện này khi mà Sandri đến viếng thăm và hỏi tôi liệu tôi cái gì đó ma túy trước đó không, có nghĩa rằng đã dùng ma túy trước đó chưa các bạn. Thì trong câu này bạn thấy chữ before nè, dấu hiệu của cái từ ago, vậy thì chỗ này quá khứ hoàn thành mà sử dụng thuốc á, bạn chọn thầy chữ taken nè. À, bạn chọn thầy chữ has taken, ý đó rằng sử dụng thuốc. Tôi không thích bạn yêu cầu tôi không thích yêu cầu bạn gì đó vào ngày thứ bảy, nhưng tôi e rằng không có biện pháp nào. Ý nói rằng yêu cầu bạn đến đó các bạn. Rồi bạn chọn thành cái chữ nào mà yêu cầu đến. Còn trong câu này thì bạn chọn thành là yêu cầu bạn để làm việc nè. Để làm việc vào thứ bảy nha. Câu số 8 nè. Bạn nhẽ ra đã nên hỏi mẹ của bạn cái quần áo nào để mặc. Ở cái vải nào mà để chọn. Thì trong câu số 8 bạn chọn hai cái động từ để sử dụng. Đó, trong bài nó cho sử dụng thì mình chọn cái từ để sử dụng. Thầy sẽ qua câu số 9 các bạn nha. Thì nó rất là buồn cười khi bạn được yêu cầu bởi kỹ thuật viên cái cách mà để mà vặn cái máy tính lên, mở cái máy tính lên. Rồi, xin chúc mừng bạn nào chọn từ how to switch để mở cái máy tính lên. Trong bài nó cho chúng ta cái chữ nào, chúng ta dùng cái chữ đó các bạn nha. Thì cô ấy rất là tử tế hỏi tôi nếu tôi cái gì đó bánh, ý nói rằng nếu tôi muốn ăn bánh không á, và nói rằng có ít trái cây nếu tôi thích. Rồi hồi nãy mình dùng cái từ want rồi đó, thì chỗ này bạn chọn thay cái từ like ở các bạn nha. Rồi chọn thay từ like. Would like. Chúng ta sẽ qua câu theo nè. Đi và hỏi bố của bạn, chúng tôi một ly cà phê được không? Rồi câu số 11, người ta cho bạn chữ gì ở đây? Ask your daddy to make us a coffee. Một số bạn thì to give us a coffee.
Cũng được luôn các bạn nha. Thầy sẽ qua câu số 12 nè. Tôi xin lỗi nhưng tôi được hướng dẫn gì đó để phóng viên. Ý nói rằng là dưới bất kỳ trường hợp nào được hướng dẫn là không báo cáo cho. Ở đây là not to nè. Trong bài nó cho các bạn chữ report, report dùng rồi, chữ talk, chỗ này reporter rồi, sử dụng thầy chữ talk các bạn nhé. Rồi chúng ta đã xong cái bài này, nó nhẹ nhàng nhưng mà thầy vẫn hoàn thành từng câu một các bạn. Thầy sẽ hướng dẫn trọn vẹn cái desk dù cho cái bài nó dễ dàng cỡ nào, nó dễ cỡ nào, nó chi chít cỡ nào cũng đi từ từ thôi. Câu số 1 thì bạn có phủ nhận, bạn có phủ nhận ở thấy chữ deny kiếm với verb in bỏ vô bốn chữ này. Ôi có câu B các bạn, chọn verb in thì bạn có phủ nhận là thảo luận việc này với bị cáo vào cái ngày đó không? Ở đây bạn có thể in quá trình các bạn, có nghĩa rằng vào cái ngày in quá trình đó, someone in quá trình là đề cập tới cái người này. Tóm lại chữ này thì chỉ mang ý nghĩa là nhấn mạnh cho người này vậy thôi các bạn. Cái người họ vật đề cập phía trước nhấn mạnh thảo luận với người, cái người này vào cái ngày đó phải không? Thầy qua câu số 2 này. Tại sao bạn từ chối cái gì đó cảnh sát để trả lời câu hỏi cảnh sát? Nó chỉ làm cho bạn trông có vẻ là có tội thôi. Thì chỗ này bạn thấy chữ refuse. Đó, bài cộng thầy chữ to verb các bạn nha. Từ chối để trả lời. Chúng ta đã xong câu số 2. Bây giờ chúng ta qua câu số 3 nè. Đã đến lúc cái cô này xin lỗi tôi vì cái gì đó. Vì gọi tôi là một sự một cái trò hề nè, trước những người khác. Tóm lại, apologize to someone for doing something các bạn nha. Tóm lại kiếm như for chọn. Đây chọn D nè. Bởi vì apologize to someone for doing something. Xong câu số 3 các bạn. Câu số 4 nè. Cô ấy có lẽ tuyên bố là một cái bằng PhD, bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ, nhưng mà không có ai thật sự nhìn thấy cái bằng của bà cô ấy. Thấy chữ làm, chọn cái thay là to verb. Đây nha, câu C. Xin chúc mừng bạn nào chọn câu C. Chúc mừng bạn Dương Hùng nha, bạn Ngọc Mai, bạn vân vân. Thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn nè. Câu số 5. Thấy chữ stress, mừng quá các bạn, kiếm vấn đi ném vào. Thì những đứa bé này đề nghị ăn pizza tối nay, bạn nghĩ gì? Thì tôi thật sự đồng ý là cái gì đó giải pháp cho vấn đề này. Thì tóm lại, tôi thật sự đồng ý rằng sẽ không có giải pháp dễ dàng cho vấn đề này. Thì trong câu này các bạn, bạn thấy cái từ solution nè là danh từ. Mà danh từ thì chúng ta dùng chữ no. Ở đây là there is no các bạn nha. Đó, there is no còn danh từ. Không có cái giải pháp dễ dàng nào cho vấn đề này. Xong câu số 6 các bạn. Chúng ta sẽ qua câu số 7 nè. Thì cái người này phản hồi cái gì đó rằng ít nhất cô ấy không bao giờ nói dối. Thì ở đây các bạn, ý người ta muốn nói rằng cái người này phản hồi bằng cách nói rằng, bạn chọn thầy câu C nha. Đó, nó mới hợp nghĩa quá. Chứ không có phản hồi để nói rằng. Nó không có đúng về mặt ngữ pháp và ý nghĩa các bạn nha. Phản hồi bằng cái chuyện gì đó. Câu số 8 bạn. Tôi năn nỉ bạn ở lại. Có từ back someone to do something. Vậy thì bạn chọn thầy câu A nè. Đó. Tôi năn nỉ bạn ở lại. Xong. Phần này nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần cuối cùng của unit 2 ở 25 các bạn nha. Đây, bài cuối cùng của unit 25. Thì phần này bạn sẽ điền một chữ phù hợp. Ở đây chính là sở thích nè. Lần tiếp theo một ai đó hỏi tôi cái sở thích của tôi là gì? Ồ, cái chữ này bạn chọn gì? Vì sang tiếng Việt thì thấy nó chữ quá rồi. Cái sở thích của tôi là gì? Rồi. Xong chữ what cho thầy nha. Hoặc là rồi thật ra gì đó
tôi có sở thích không? Thì tóm lại là hỏi một câu hỏi yes no, WA question. Còn chỗ này đấy quá là hỏi câu hỏi yes no question thì có chữ if nè hoặc là whether nha. Liệu tôi có sở thích nào không? Tôi muốn để từ chối để trả lời câu số 3. To verb, refuse cộng to verb. Hồi nãy mình đã học rồi. Trả lời thậm chí nữa, better still ba. Chữ này nó bằng với cái từ là even better. Even better, thậm chí nữa. Tôi sẽ chuyển cái câu hỏi này ngược lại và hỏi họ, yêu cầu họ để cái gì đó tôi. Ý nói rằng yêu cầu họ để mà trả lời tôi. Mà trong câu này các bạn chọn hai chữ tell nè, nói với tôi, nói với phù hợp, nói với tôi cái sở thích của họ là gì, rồi nói cho tôi biết cái sở thích của họ là gì, thì không nghi ngờ gì là họ sẽ tuyên bố là một cái nhà sưu tầm hào hứng của những cái stamp bưu điện hiếm. Thì trong câu số 5 đó rõ ràng bạn cần cái động từ, và ở đây là các bạn nha, là một cái nhà sưu tầm hăng hái nhiệt tình đối với những cái tem bưu điện hiếm, hoặc là một chuyên gia về việc là một chuyên gia về việc là xây dựng cái nhà thờ các bạn từ những cái que diêm. Nhưng mà tôi không tin chuyện này đâu. Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên phủ nhận cái gì đó nữa. Rồi, câu số 6. Xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái chuyện đó nè. Phủ nhận something. Cái từ deny này có nhiều cách viết các bạn. Deny something, deny that, deny còn verb in các bạn nha. Cái sở thích này nó chết rồi, nó không còn nữa. Tôi muốn để đề nghị cái gì đó từ thời điểm này. Rồi. Thì ở trong câu số 7 các bạn lưu với thầy nè. Tôi muốn đề nghị bạn thấy chỗ này á, người ta bỏ cái từ là from now on vào để người ta làm cho bạn khó khăn. Ở đây bạn chọn thầy chữ đáp. Tôi muốn đề nghị rằng đó, cộng mệnh đề nè, mệnh đề đây nè. Từ thời điểm này, cái sở thích này bị xóa khỏi từ điển của tôi, của chúng ta. Lại quên nó đi. Bạn sẽ buộc tội tôi. Thì trong câu số 8 á, bạn thấy cái từ accuse. Thì chỗ này bạn chọn chữ or. Bạn có thể buộc tội tôi là ngây thơ ngờ nghịch. Nhưng tôi tin rằng cái chuyện này sẽ ủng hộ cái những sự việc này sẽ ủng hộ cái quan điểm của tôi, cái trường hợp của tôi. Thì hãy hỏi bất kỳ bạn teenager nào hoặc người lớn nào vì cái vấn đề này, cái cách mà họ gì đó thời gian nhàn rỗi. Rồi, ý nói là sử dụng thời gian nhàn rỗi. Thầy xin chúc mừng bạn đã chọn thầy chữ sử dụng nha. Chính là cái từ span nè. Đó, đừng có dùng cái từ use span. Bởi vì ở đây là dùng thời gian. Họ sẽ phản hồi một list danh sách hoạt động. Ý, người ta muốn nói rằng là họ sẽ phản hồi với một danh sách rất nhiều hoạt động. Chữ with nha. Respond with. Đi tập gym, chơi máy tính, xem TV, download nhạc, đi chơi với bạn, lướt web, đi bar, chơi bóng đá. Không có cái nào mà được mà hợp lý được gọi là một cái sở thích. Tóm lại phần này điền là phần điền từ vào và nó liên quan tới cái chủ đề của chúng ta là câu tường thuật. Xong rồi bạn mừng quá, thầy chúc mừng bạn Lưu Dương Hùng nha. Cảm ơn Lưu Dương Hùng nè, cảm ơn bạn Ngọc Mai nè, và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đó, mười mấy bạn thầy cũng like luôn, like cho nó xong. Tuần sau thầy sẽ xử lý Unit 26 nè. Các bạn, tuần sau xử lý Unit 26 nè, cho nó xong luôn nè. Xong 26 là xong destination luôn. Còn bài review, 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 xử lý luôn bạn. Đó, review và project test làm luôn. Rồi, tuần sau làm tiếp. Thầy cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn bạn Xuân Chim nè. Cảm ơn bạn Lưu Dương Hùng, bạn Ngọc Mai và rất nhiều bạn nha. Rồi thầy dừng đây quá. Cảm ơn các bạn rất nhiều.